Đây là phần 2 của chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch với luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 10 tây của tháng 12 của năm 2018. Phần đầu của chương trình thì Tuấn có nói về hai cái thông tin mà Sở Di Trú đưa ra. Đầu tiên là Sở Di Trú đang pilot cái hệ thống mới để cho quý vị có thể hỏi hoặc là hỏi chi tiết về hồ sơ quý vị. Thì từ từ người ta sẽ phase out, người ta sẽ chấm dứt cái hệ thống hiện tại đó là InfoPass, mà quý vị lên cái trang nhà của Sở Di Trú lấy cái hẹn là lên Sở Di Trú địa phương để trình bày cho Sở Di Trú địa phương. Nhưng mà người ta đang thử cái hệ thống mới đó là cho một số thành phố giống như Tuấn đã đọc. Thì trong những quý vị đang trong ở những cái thành phố đó giống như Sacramento hoặc là San Francisco hoặc là El Paso hoặc là Hartford, Connecticut hoặc là Detroit, thì quý vị nếu mà muốn thiếu lại cái hồ sơ hoặc là hỏi chi tiết về cái vấn đề di trú thì quý vị phải gọi cho Sở Di Trú trước rồi nói chuyện với nhân viên ở cấp 1. Nếu mà cấp 1 không giải quyết được thì lên cấp 2, và nếu cấp 2 không giải quyết được thì sau đó mới có thể lấy cái hẹn lên nói chuyện với Sở Di Trú địa phương. Thì người ta sẽ áp dụng cái hệ thống này bắt đầu ngày mùng 1 tây tháng 10 của năm 2019 cho toàn quốc gia luôn. Hiện tại bây giờ người ta đang thử thách hoặc là thử cái hệ thống này qua một số văn phòng địa phương thôi. Cái thứ nhì thì nó là cái tin tức liên quan về cái 751. Cái 751 thì cái hồ sơ đổi 2 năm qua 10 năm. Thì cái đó là cái hồ sơ mà bây giờ đang bị rất là chậm. Thời gian đợi chờ sở chú giải quyết là từ 16 cho tới 20 tháng lận. Trước đây nó chỉ có 8 cho tới 12 tháng thôi. Thì một lý do mà chậm là tại vì cái quyết định hành pháp mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra yêu cầu cứu xét cái hồ sơ chặt chẽ. Thì cứu xét hồ sơ chặt chẽ thì cứu xét như thế nào? Đó. Và cái đó lại liên quan về cái thủ tục mà đổi thẻ xanh 2 năm qua 10 năm nữa. Thì bây giờ kể từ ngày hôm nay chúng ta có cái văn bản hướng dẫn của Sở Di Trú. Thì đây là từ Headquarter Washington DC hướng dẫn cho nhân viên của trung tâm hoặc là nhân viên địa phương. Cho biết rằng là có vẫn tiếp tục có quyền miễn cái phỏng vấn cho người ta, miễn cái phỏng vấn nếu mà trong cái hồ sơ người ta nộp đầy đủ cái chi tiết để cho cái nhân viên đó có thể quyết định rằng là hôn nhân này là sự thật. Có thể miễn phỏng vấn nếu mà trong cái hồ sơ của người ta nó không có cái sự hiện diện hoặc là cái hình thức gian lận hoặc là cái chi tiết nó không phức tạp, và nếu mà trước đây đã phỏng vấn người ta rồi thì cũng có quyền miễn cho người ta nữa. Đó là cái văn bản hướng dẫn mà sẽ áp dụng kể từ ngày hôm nay cho tới sau này. Và tiếp tục đường dây điện thoại, số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Đây là cái số điện thoại cho quý vị để gọi vào cho cái chương trình, cho dù quý vị đang theo dõi chương trình trên Việt Radio 1560 AM, cũng là cái số này luôn. Cho Tuấn mời anh Hưng ở thành phố Arlington, Texas. Xin mời anh Hưng lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư Cô Tinh Hưng này. Dạ vâng, mời anh Hưng ạ. Dạ, năm 2015 tôi đi dị, rồi đến 2018 tôi về Việt Nam cưới vợ. Cô này có hai người con trai và đứa con gái, con trai 26 tuổi, con gái 15 tuổi. Xin luật sư đi làm hướng dẫn cách làm thủ tục bảo lãnh cho mẹ con cổ. Cảm ơn luật sư. Cho Tuấn hỏi anh có quốc tịch chưa? Dạ có rồi. Ok. Đó là 26 và 15 tuổi ha. Con riêng của người ta là 26 tuổi và 15 tuổi, phải không ạ? Dạ phải. Ok. Cảm ơn anh Hưng rất là nhiều. Anh Hưng, khi mà anh đặt một cái câu hỏi này thì nó rất là khó để cho Tuấn hướng dẫn cho anh. Nhưng mà trong cái YouTube, nếu mà anh tìm luật sư Nguyễn Đại Tuấn thì nó có khoảng gần tới 300 cái chương trình trên YouTube hết. Thì trong đó có một cái chương trình mà người ta thường xuyên người ta coi, đã hơn mười mấy ngàn người ta đã coi, là Tuấn nói về cái sự lựa chọn giữa diện fiancé hay là giữa diện vợ chồng đó. Thì anh coi lại cái chương trình đó. Thì nói tóm tắt lại thì cái quan trọng nhất là trong cái hồ sơ này đó là đứa 26 tuổi không được ăn theo nữa, thì đứa 15 tuổi có quyền được ăn theo cho dù là diện đính hôn hay là diện vợ chồng thì cháu nó có quyền ăn theo. Nhưng mà đối với Tuấn, fiancé hay là vợ chồng, cái diện nào nó cũng có cái cộng và cái trừ hết. Fiancé nhanh, vợ chồng chậm. Fiancé cho dù nhanh qua đây phải xin thẻ xanh, vợ chồng qua đây lại có thẻ xanh 2 năm. Cho nên cái gì nó cũng có cái cộng và cái trừ. Nhưng mà một cái vấn đề mà quan trọng nhất cho dù hôn thê hay vợ chồng là cái vấn đề thời gian chứng cớ để cho cái lãnh sự quán tin được là cái quan hệ là sự thật. Đó.
cái quan hệ là sự thật. Cho nên trong cái chi tiết này đó thì anh phải tham khảo với luật sư hoặc là những cái văn phòng mà giúp cho anh. Thì người ta sẽ coi cái đầu tiên là cái mối quan hệ nó đã có đầy đủ chưa, và cái thời gian quen biết nó đã đầy đủ để cho cái lãnh sự quán tin chưa. Và nếu mà nó đầy đủ rồi thì lựa một trong hai cái con đường mà tiện cho anh chị để đi theo, đó là hôn thê, vị hôn thê hay là vợ chồng. Vợ chồng cháu 15 tuổi vẫn được ăn theo, vị hôn thê cháu 15 tuổi vẫn được ăn theo. Cái quan trọng làm sao cái lãnh sự quán tin để cho nó cấp cái thị thực. Cảm ơn Hưng ở Arlington, Texas rất là nhiều. Và bây giờ trở lại chú Thái ở Houston. Chú Thái, chú phải vặn nhỏ cái volume của cái TV hoặc là radio, và chú phải nói chuyện qua cái điện thoại. Mời chú Thái lên tiếng đi. Đúng rồi. Dạ vâng, mời chú Thái lên tiếng đi. Vâng. Ok, chú Thái, mời chú lên tiếng đi chú. Dạ vâng. Chú Thái. Vâng, cho tôi hỏi. Vâng, xin lỗi, cho tôi hỏi là có cái diện bảo lãnh F4. Dạ. Ok, tôi sẽ cúp điện thoại chú Thái nha. Tôi sẽ cúp điện thoại chú Thái. Thưa quý vị, nếu mà quý vị gọi vào rồi làm ơn vặn nhỏ cái volume của cái TV hoặc là TV hoặc là radio, rồi đặt cái câu hỏi qua cái điện thoại. Bây giờ cho Tuấn gửi cho quý vị cái visa bulletin của tháng 12 của năm 2018. Đó là cái phần A của cái visa bulletin của tháng 12 năm 2018. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là visa bulletin của tháng 12 năm 2018, bảng A Final Action Dates, dành cho những hồ sơ bảo lãnh đã hoàn thành đơn bảo trợ tài chánh và trung tâm visa đã xét duyệt xong, hiện đang chờ ngày phỏng vấn ở nước ngoài. Diện F1, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 8 năm 2011. Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ, chồng, con độc thân dưới 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 8 tháng 10 năm 2016. Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 15 tháng 2 năm 2012. Diện F3, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh con đã lập gia đình, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 1 tháng 8 năm 2006. Diện F4, công dân Hoa Kỳ bảo lãnh anh chị em, đang giải quyết hồ sơ đến ngày 22 tháng 4 năm 2005. Và xin trở lại với đường dây điện thoại, số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Bây giờ cho Tuấn xin mời chị Kiều ở Seattle, Washington đi. Xin mời chị Kiều lên tiếng đi ạ. Chị Kiều ở Seattle, Washington, xin mời chị lên tiếng đi ạ. Chị Kiều ở Seattle, Washington, xin mời chị lên tiếng đi chị. Cô Kiều, dạ vâng, mời cô trình bày đi. Đây là chương trình Luật Di Trú và Nhập Tịch của luật sư Tuấn. Mời cô trình bày đi cô. Dạ, em còn có bảo lãnh anh ở Việt Nam, biết từ đã quên rồi, nhưng mà ảnh bị bệnh đấy, nhưng là có là tiếp tục hồ sơ được không, không biết người ta có cho đi không? Anh ta bị bệnh gì cô? Cô phải chính xác hơn cô. Hello. Anh ta bị bệnh gì cô? Cô Kiều. Cô nói với tôi là cô bảo lãnh cho ông anh, mà ông anh bị bệnh gì cô? Dạ, bị bệnh mà giống như là bị tê liệt á, mà đi đứng khó khăn á. Dạ, không vâng. Biết là người ta có tiếp tục xét hồ sơ cho đi không? Cho tôi hỏi, anh ta có thể tự lo và tự vệ sinh được không? Đi, phải dựng cái xe là hỗ trợ đi vô trong nhà vệ sinh đó anh. Dạ vâng. Không có là bình thường được. Ok chị Kiều, cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa chị Kiều, chị đưa tới cái câu hỏi và cái thắc mắc mà Tuấn cần đề cập cho quý vị luôn. Là thưa quý vị, vào ngày 22 tháng 9 hoặc là vào cách đây hình như là 22 tháng 10 hoặc là tháng 9, xin lỗi Tuấn quên rồi. Nhưng mà Tuấn có nói nhiều về cái đề xuất về cái bảo trợ tài chánh. Đó. Thì nếu mà quý vị theo dõi chương trình với Tuấn thì quý vị cũng biết rằng
là Tuấn đã nói nhiều về cái vấn đề mà Sở Di trú đang có cái sự đề xuất để thay đổi về cái khúc đoạn điều luật 212A4, là cái khúc đoạn không cho người ta, nếu người ta không cho người ta vào nước Hoa Kỳ hoặc là không cho người ta cái thường trú nhân, cái thẻ xanh, nếu người ta là cái sự gánh nặng của cái xã hội đó. Thì Sở Di trú hoặc là Bộ Nội an đã đưa cái đề xuất đó ra cho quý vị để cho quý vị góp cái ý kiến. Và ngày hôm nay là cái ngày cuối cùng để cho quý vị có thể góp cái ý kiến của quý vị cho cái đề xuất mà Sở Di trú đã đưa ra để thay đổi cái khúc đoạn luật 212A4 để cấm người ta vào, nếu mà Sở Di trú quyết định rằng là người ta có thể là một cái gánh nặng cho cái gánh nặng cho cái xã hội trong nước Hoa Kỳ. Thì cái này nó lại liên quan tới cái câu hỏi và cái thắc mắc của chị Kiều. Và nếu mà chị đang bảo lãnh người Anh đã bệnh hoạn nặng như vậy đó, thì cái câu trả lời cho chị là hiện tại chứ mình không có đề cập cái đề xuất, thì hiện tại nếu mà cái mức độ của người ta quá nặng như vậy thì coi chừng cái lãnh sự quán có quyền từ chối, tại vì người ta sợ là người đó sẽ rơi vào trợ cấp để sống ở trong nước Hoa Kỳ. Đó là khúc đoạn 212A4. Nhưng mà đa số trước đây cho tới hiện tại bây giờ và hy vọng sau này thì cái lãnh sự quán vẫn áp dụng nó rộng rãi thôi, là nếu mà không phải hoàn toàn tê liệt hoặc là phải nhờ vào cái vấn đề trợ cấp để sống bên này. Đó. Thì cái này, cái tương lai qua cái đề xuất mà Sở Di trú đang đề nghị, thì nếu mà cái đề xuất đó được thông qua cái mặt luật, mà nếu mà tòa liên bang không có block hoặc là cản trở cái đề xuất này, thì Tuấn nghĩ nếu mà căn cứ vào cái đề xuất mới thì người ta sẽ cấm trong cái tình trạng của chị. Còn nếu mà căn cứ vào trong cái hiện tại bây giờ thì nó khó nói, nếu mà mình không hiểu rõ cái chi tiết và cái tình trạng y tế của người Anh đó ở bên Việt Nam. Đó, thì mấy cái này thì chị phải tham khảo luật sư, và nhiều khi cái người luật sư bên này phải yêu cầu cái hồ sơ y tế của người Anh ở bên Việt Nam. Nhưng mà cho Tuấn góp ý là như thế này, nếu người ta không có thể tự lo mình về cái vấn đề vệ sinh ăn uống thì rất là có thể căn cứ vào cái luật hiện tại, và rất là có thể căn cứ vào cái luật sau này, người ta có thể bị cấm dưới cái điều luật 212A4. Cảm ơn chị Kiều ở Seattle rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chị Loan ở Fort Worth, Texas. Xin mời chị Loan ở Fort Worth, Texas lên tiếng đi ạ. Em xin chào luật sư, em có một câu hỏi luật sư, là em có bảo lãnh hẹn anh chị em, nhưng mà em bảo lãnh em con em gái của em, mà bây giờ nó lại lấy có chồng, mà chồng nó là có một đứa con riêng á, cho nên bây giờ em không biết là giấy tờ nó sau này á có bị trục trặc hay không, hay là em cần phải bổ sung thêm giấy tờ gì nữa, cho nên em nhờ luật sư chỉ dẫn dùm cho em. Chào thân. Cho Tuấn hỏi đây là cái hồ sơ làm từ hồi nào vậy chị? Cái F4 này làm từ hồi nào? Dạ, cái hồ sơ em làm hồi 2009. Dạ vâng. Và con riêng của chồng bây giờ là bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, con riêng của chồng là 13 tuổi. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị có thể cúp điện thoại cho tôi. Thưa chị, cái chuyện này bình thường thôi. Là trong cái thời gian mình bảo lãnh cho anh chị em, cái thời gian nó rất là lâu, thì nhiều khi cái hoàn cảnh người ta thay đổi. Giống như trong cái tình trạng này, độc thân kết hôn, rồi kết hôn với chồng mà chồng đã có con riêng với người phụ nữ trước đây hoặc là người vợ trước đây, chuyện rất là bình thường thôi. Thì bây giờ mình nói sơ qua, nó không có cái gì trở ngại hết nếu người ta thật sự ăn ở là vợ chồng. Cho nên cái bước đầu tiên, make sure nó không phải là kết hôn với cái người chồng mới, mà nó là thật sự ăn ở với người chồng đó, nghĩa là hộ khẩu, chứng từ ăn ở, sống chung, tiệc tùng, tài sản, bất cứ cái gì cùng một hết. Cái thứ nhì là nếu người chồng đó có con riêng, mà con riêng đó bây giờ 13 tuổi, thì người con riêng đó có quyền được ăn theo chồng qua cái hồ sơ của người mẹ sau này. Đó. Cho nên cái người con riêng đó vẫn có quyền được ăn theo cái hồ sơ của người mẹ sau này. Tại vì cái hôn thú trước khi em nó 18 tuổi, em bây giờ mới 13 tuổi thôi.
Nhưng mà cái hồ sơ này F4 thì nếu mà chị coi cái visa bulletin, nó đang đáo hạn cho năm 2005, hồ sơ năm 2009, thì mình còn thời gian cũng khoảng từ 5 cho tới 6 năm nữa. Chuyện rất là bình thường thôi, bổ túc hết cái giấy hôn thú với cái người chồng mới. Và nếu mà chồng mới trước đây đã ly dị rồi thì phải kèm theo cái ly dị với cái người vợ trước đây. Và nếu người ta có con riêng giống như chị nói thì cần bổ sung cái khai sanh của đứa con riêng vào. Nhưng mà quan trọng nhất là make sure đây là vợ chồng ăn ở sống chung với nhau. Cảm ơn chị Loan ở Fort Worth, Texas rất là nhiều. Và bây giờ trở lại thành phố Houston cho Tuấn. Xin mời cô Liên. Cô Liên ở Houston, xin mời cô lên tiếng đi ạ. Dạ, thưa luật sư, tôi có cái câu hỏi dùm cho bà chị tôi là cái ông anh rể chồng của bà chị tôi á, ổng mà ly dị đi rồi với bà, rồi thì ổng muốn ổng về Việt Nam cưới vợ mà ổng ăn tiền nha. Thì SSI như vậy thì ổng có đem được cái bà vợ ổng cưới ở Việt Nam qua không, biết thầy ổng ăn tiền già của nhà nước mà ổng bây giờ vác thêm một bà nữa qua thì cái điều đó có hợp lệ không, thưa luật sư? Ok, cảm ơn cô rất là nhiều. Và ok, thưa cô, cái này nó rất là khó để trả lời cho cô. Nhưng mà hiện tại bây giờ nếu người ta không có công ăn việc làm hoặc người ta đang trong cái hoàn cảnh lãnh tiền trợ cấp SSI thì hiện tại bây giờ nó không phải là cái sự cấm cho người ta để cho người ta kết hôn hoặc là bảo lãnh cho người yêu của người ta, nó không phải là cái sự cấm. Nhớ cái sự cấm này cho người nước ngoài để vào nước Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà căn cứ vào cái đề xuất liên quan về cái bảo trợ tài chính thì có thể nó là cái sự trở ngại thôi, có thể thôi. Nhưng mà cái đó là cái đề xuất mà ngày hôm nay là ngày cuối cùng để cho cái người public, cộng đồng của chúng ta để góp ý kiến. Nhưng mà hiện tại bây giờ một người low income, một người trong cái vấn đề tình trạng trợ cấp và người ta là công dân Hoa Kỳ, người ta có quyền chứ không có cái sự cản trở. Cảm ơn cô rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn đi qua Miami, Florida. Cho Tuấn xin mời chị Trang ở Miami, Florida. Xin mời chị Trang lên tiếng đi ạ. Cô Trang ở Miami, Florida. Xin mời cô lên tiếng đi ạ. Dạ. Trang, mời Trang lên tiếng đi Trang. Dạ, con xin hỏi là con có người cậu ở Florida mới cô á. Mới cô có thể sanh rồi nhưng mà giờ muốn bảo lãnh hai người con trên 21 tuổi ở Việt Nam á. Giờ cho con hỏi là... Dạ. Được. Ok, hai người con đó ở Việt Nam có độc thân hay không? Dạ, còn hai người con ở Việt Nam còn độc thân. Giờ cậu muốn bảo lãnh hai người con đó cô á. Dạ, cho vâng. Con hỏi là cần những giấy tờ gì á? Dạ vâng, cảm ơn Trang rất là nhiều và Trang có thể cấp điện thoại cho Tuấn. Thưa Trang, đầu tiên nếu người cha qua này có thẻ xanh và người ta còn lại hai đứa con độc thân trên 21 tuổi thì người ta có quyền nộp hồ sơ bảo lãnh cho con người ta trên 21 tuổi với điều kiện là hai cháu nó phải độc thân nghĩa là chưa bao giờ kết hôn hoặc là kết hôn ly dị hoặc là kết hôn và vợ hoặc là chồng mất trong cái vấn đề quá phụ. Cho nên miễn sao là độc thân thì có quyền nộp hồ sơ bảo lãnh cho hai đứa con này. Hồ sơ nó là ưu tiên F2B. F2B thì hiện tại bây giờ nó đang mất khoảng từ 7 cho tới 8 năm. Cảm ơn Trang rất là nhiều. Chúng ta có cái điện thoại của anh Tuấn. Anh Tuấn gọi lại từ San Jose. Xin mời anh Tuấn, còn câu hỏi gì cho chương trình nữa anh Tuấn? Anh Tuấn ở San Jose, anh còn câu hỏi gì cho chương trình nữa anh Tuấn ạ? Dạ, em có gọi với luật sư á. Em hỏi lại này. Cái thẻ xanh đó là xin 2 năm hay 10 năm á. Dạ vâng. Giờ bị thất lạc không được. Giờ hôm đó có sở chú á, họ nói bây giờ muốn thì đóng tiền lại thì họ sẽ cho đăng tay lại rồi mở hồ sơ lại. Vậy có phải là đúng vậy không anh sư? Nó đúng một phần anh Tuấn à. Ok, anh cúp điện thoại cho tôi đi. Anh Tuấn, please tìm luật sư để giúp cho cái tình trạng này. Tại vì cái tình trạng này nó chỉ đúng một phần thôi. Đây là cái lý do tại sao tôi thường xuyên tôi nói là nhiều khi cái sự cố vấn của nhiều khi cái nhân viên nói nó chỉ đúng một phần hoặc là nhiều khi nó sai luôn. Nhưng mà trong cái chi tiết này là cái chi tiết quan trọng nhất là nếu mà cái người đó đã bị đưa vào tòa để tiến hành thủ tục trục xuất thì cái quyền quyết định cuối cùng vẫn là cái quyền của tòa di trú đó. Cho nên
make sure anh hiểu rằng là nếu mà cái hồ sơ người ta trong cái tòa di trú là người ta phải làm việc với cái tòa di trú, và tòa di trú phải chờ cái cú xét của cái I-751, tại vì sở di trú chưa có bao giờ cú xét xong cái hồ sơ trước bị từ chối, tại vì người ta không có đi tái phỏng vấn. Cho nên cái từ chối đó sở di trú không phải nói là gian lận hay là không đủ chứng cứ, mà người ta từ chối tại vì người ta hủy bỏ cái hồ sơ, tại người ta không chịu đi phỏng vấn vì lý do người ta không nhận thông tin hoặc là bất cứ cái lý do nào đó. Cho nên nó là một phần đúng thôi, là phải nộp lại hồ sơ để cho sở di trú có cơ hội tái cứu xét lại hoặc là cứu xét lại cái hôn nhân này, đồng thời phải hầu tòa nữa, phải làm cả hai. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời chú Thể ở tiểu bang Georgia, xin mời chú Thể lên tiếng đi ạ. Dạ, tôi đây. Mời ông lên tiếng đi ạ, mời ông trình bày đi ạ chú Thể. Bây giờ tôi là thằng em nó bỏ lãnh người chị là tháng năm 2008, hỏi luật sư chừng luật qua được. Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Và chú cúp điện thoại đi chú. Thưa quý vị, nếu mà quý vị gọi vào, làm ơn chuẩn bị cái nội dung và cái câu hỏi cho tôi. Hồ sơ anh chị em, người ta đang mời để chuẩn bị hồ sơ, bắt đầu những cái hồ sơ trước tháng 1 của năm 2006. Và nếu mà phỏng vấn thì nó là ngày 22 tháng 4 của năm 2005. Hồ sơ của gia đình của ông thì nó ít nhất là trên 3 năm nữa, ít nhất là trên 3 năm, cho tới 5 năm nữa thì nó mới tới cái thứ tự để cho phỏng vấn. Cảm ơn chú Thể ở tiểu bang Georgia rất là nhiều. Thưa quý vị, mình chỉ còn 1-2 phút thôi thì không có đủ thời gian để đón điện thoại của quý vị. Nhưng mà tiện đây cho Tuấn có cái thông báo cho quý vị về cái chương trình luật di trú và nhập tịch. Thì quý vị biết rằng là chương trình luật di trú và nhập tịch bây giờ không phải gửi cho quý vị qua DirecTV hoặc là ViettTV nữa, mà cũng qua làn sóng của Viet Radio 1560 AM. Cho nên quý vị có thể, nếu mà quý vị không có TV mà quý vị muốn nghe cái radio của Viet Radio thì quý vị có thể download cái app Uno IPTV app hoặc là Amazon Alexa app, hoặc là quý vị có thể nghe radio qua cái số điện thoại 425-222-8133. Đó là 425-222-8133. Đó là cho quý vị theo dõi Viet Radio. Thì cái chương trình này cũng được phát thanh qua Viet Radio lúc 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối mỗi thứ hai. Radio hoặc TV, quý vị welcome gọi vào chương trình để đặt những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Cái thứ nhì là cái vấn đề cái chương trình cho tháng 12. Thì năm nay đêm Noel là ngày 24 và đêm giao thừa ngày 31 thì nó lại rơi vào chiều tối ngày thứ hai. Thì hai cái chiều tối này chúng ta không có cái chương trình trực tiếp nha. Chiều tối ngày 24 và chiều tối ngày 31 thì nó là cái chương trình Tuấn sẽ thâu sẵn và gửi tới cho quý vị. Thì trong cái chương trình đêm Noel thì Tuấn sẽ gửi cho quý vị về cái vấn đề mà đề xuất mà Sở Di Trú đã đưa ra liên quan về cái vấn đề điều luật 212A4, cái gánh nặng của cái xã hội. Thì Tuấn đang soạn cái đề tài đó và Tuấn sẽ thâu và gửi cho quý vị ngày 24. Và hy vọng sau này mình sẽ sử dụng cái video đó cho những cái chương trình khác. Và ngày 31 tây tháng 12 thì cũng là cái chương trình thâu sẵn luôn. Thì cái chương trình đó tóm tắt lại tất cả những cái tin tức mà Tuấn cảm thấy nó quan trọng cho cái năm 2018. Thì đó là cái thông báo cho quý vị, 24 và ngày 31 là chương trình thâu sẵn và sẽ gửi tới cho quý vị. Tại đó là đêm Noel và đêm giao thừa. Thưa quý vị, tới đây hết thời giờ cho chương trình chiều tối nay. Và Huy Tuấn rất là chân thành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và chúc cho quý vị một buổi tối, một tuần rất là ấm cúng và hạnh phúc. Và xin kính chào.